À, tôi đang có mặt tại Sài Gòn Mũi Né Resort Phan Thiết. Sau lưng tôi đó là dòng suối thiên nhiên từ trong cái đồi cát bên kia đường cắt ngang qua resort trước khi chảy ra biển. Nó tụ thủy, và tụ thủy ở cái chỗ đó là cái hồ thả cá. Đây quý vị nhìn thấy nước chảy xuống đây, cái hồ phía dưới. Quý vị hãy đi theo tôi xuống cái hồ. Và sức khỏe của cá là đo được cái độ tinh khiết của cái hồ. Đây thưa quý vị, hồ nước mà dòng suối bên kia đồi cát tụ thủy trong Sài Gòn Mũi Né gì còn. Và đây là cái cửa vào của suối bên kia. Quý vị nhìn thấy nước chảy xuống đây tụ thủy theo cái hồ, và nó làm cho resort là luôn luôn là mang khách đẹp. Dưới hồ là cá rất là trong, bơi lội rất là khỏe. Trước khi nó cho chảy ra biển tụ thủy ở đây, toàn cảnh cái hồ rất tuyệt vời.